Mạnh Tiến Studio xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay Mạnh Tiến sẽ giới thiệu một sản phẩm mới, một siêu phẩm. Đó chính là chiếc dây live stream thần kỳ. Đấy, tại sao mình nói là thần kỳ? Bởi vì sao? Là nó có thể live stream được tất cả những dòng loa kéo hiện tại trên thị trường và những dòng âm ly ở trên thị trường hiện nay mà chưa có một ai mà làm được ra cả. Thay vì là tất cả các bạn đều là live stream bằng sao cạc này, bằng thu mic thu âm đa chức năng này, thì hôm nay Mạnh Tiến sẽ giới thiệu và quay video luôn, trực tiếp luôn cho các bạn live ở một là chiếc âm ly này. Đấy, như gia đình thông thường nhà mình bây giờ muốn hát ra ngoài, đi ra ngoài mang đi chơi nhưng mà không có cách nào để mà live ra âm thanh thật hay, được sống động. Đấy, thì bây giờ bên Mạnh Tiến đã ra mắt một sản phẩm dài 4m. Đây, dây live stream này bên sản phẩm chỉ có độc quyền tặng Mạnh Tiến các bạn nhé. Cái này là như cái này, hai đầu bông sen, các bạn có thể live bất kể cả loa kéo là một này, đây, hoặc là chiếc âm ly nào cũng được. Đây là đầu 3.5 để mình cắm vào điện thoại để mình live stream nhá. Ví dụ như cái âm ly này thì các bạn có thể live âm thanh ra sống động, các bạn chỉ cắm vào cổng ao ở âm ly, bất kể cả âm ly nào cũng được các bạn nhá. Cái này cắm vào điện thoại là xong ạ. Rồi, tiếp theo, ví dụ như cái loa kéo công suất lớn này chẳng hạn như vậy thì mình chỉ cần cắm vào cổng ao. Đây, các bạn nhìn thấy chữ ao. Đấy, ao là các bạn cắm vào nhá. Các bạn cứ cắm vào cổng ao, còn cổng này live ra điện thoại là xong các bạn nhá. Đấy, để mà tránh được phiền phức khi mà các bạn hát âm thanh ở bất cứ đâu. Mà tại sao mà âm thanh khi Mạnh Tiến hát thì các bạn để ý các video âm thanh ra rất là sạch. Ví dụ như tất cả những dòng loa kéo mà nó có đầu 2, đầu 3.5 này thì bên Mạnh Tiến đã thiết kế cho các bác không chạy đi đâu được nhá. Tất cả, ví dụ như cái này nó cổng in là vào này các bạn này, in là vào để out là ra, để mình cứ cắm in vào, out là ra, in là vào, các bạn để ý out là ra. Đây, cái này cắm trực tiếp vào điện thoại là các bạn có thể live stream âm thanh sống động ra 1:1. Đấy, thì bây giờ mình sẽ test trực tiếp luôn cho các bạn thử âm thanh và chất lượng như thế nào. Đấy, chiếc dây này nó dài 4m các bạn nhé, các bạn có thể mang đi chơi hát mọi lúc mọi nơi thoải mái, 4m các bạn nhé. Đấy, mình nói thêm với các bạn một chút nữa là như này này, nếu mà những ai mà dùng về âm thanh, về âm ly này, tất cả những dòng âm ly nhá, đấy, hay là loa kéo thì các bạn dùng cái hai cái đầu này bên mình bán nhé, bông sen và 3.5 nhé. Còn cái này dùng 3.5, loa kéo nào, loa kéo nhỏ, ví dụ loa kéo nhỏ công suất nhỏ, tất cả những dòng công suất nhỏ này mình dùng là 3.5 các bạn nhé. Ok chưa, bây giờ mình sẽ hôm nay mình sẽ cắm live chiếc loa này. Đấy, bây giờ các bạn nghe thử chất lượng âm thanh xem nó có sống động như không. Alo, 67. Alo, xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ test một bài hát để các bạn nghe thử chất lượng âm thanh nghe ra sống động như thế nào. Đấy, không quan tâm âm các bạn nhá. Đấy, bên đây khẳng định là một siêu phẩm ở thị trường năm 2019 mà chưa ai có. Khắc phục được tất cả các lỗi mà tạo âm ở bên ngoài, nhưng mà các bạn nghe âm thanh rất là hay và sáng luôn. Các bạn nghe thử chất lượng âm thanh này. Xây giấc mộng ban đầu yêu người thuở mới đôi mươi, em đang đồ trắng tròn từng ngày qua phố, áo em trắng cả đường về, lá thư ướp mộng học trò môi như khúc hát. Ai đã hẹn với mình để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng giả từ. Đấy, vừa rồi là mình đã hát thử một đoạn, các bạn nghe thấy không? Chất lượng âm thanh ra tuyệt đối. Nếu các bạn muốn hát âm đi, khi mà hát karaoke gia đình các bạn muốn âm đi nha các bạn nhé. Các bạn chỉ cần nhìn hai cổng ao này thôi. Đây, các bạn cắm vào đây cho mình. Đấy, còn cái cổng này cắm vào điện thoại nhưng mà mình đang quay. Đấy, tất cả dây của bên Mạnh Tiến đều dài 4m các bạn nhé, hát thoải mái. Âm thanh ánh sáng hội nghị đám cưới đều hát ok. Nếu ai mua hàng xin để lại số điện thoại hoặc gọi trực tiếp vào số 0979 592 666, hoặc qua cơ sở 1 ở thành phố Hồ Chí Minh, 258C Bảo Hàm, quận 6, cơ sở 2 ở 99A thành phố Hồ Chí Minh. Mạnh Tiến là nhà phân phối cung cấp tất cả những dòng mic thu âm, loa kéo, mic karaoke lớn nhất như ở Sài Gòn này các bạn nhé. Nếu các bạn không tin cứ để lại số điện thoại, sẽ có nhân viên gọi điện lại tư vấn cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn thấy hay thì like và chia sẻ giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.